Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 4 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa suy yếu kết hợp với vùng thấp phát triển về phía đông nam, thời tiết các khu vực miền đông, miền tây và thành phố Hạ Long nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 25 cho đến 31 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường, dự báo không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 3 cấp 4, sóng cấp 2 cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 cho đến 10 km, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 30 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết các tỉnh phía đông dãy Hoàng Liên Sơn nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển về đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác. Còn tại khu vực phía tây bắc bộ có mưa rào vài nơi, mức nhiệt phổ biến là từ 22 cho đến 25 độ vùng núi có nơi dưới 20 độ. Trưa chiều mai có nắng, nhiệt độ cao nhất giao động từ 28 cho đến 31 độ, có nơi thì trên 32 độ. Riêng tại khu vực Tây Bắc, nhiệt độ phổ biến là từ 31 cho đến 34 độ, có nơi thì trên 35 độ. Các tỉnh Duyên Hải miền Trung, đêm nay và ngày mai phổ biến ít mưa. Ngày mai dọc các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào cho đến Ninh Thuận và Bình Thuận. Có nắng, và cường độ nắng có xu hướng tăng dần trong những ngày tiếp theo. Toàn khu vực nhiệt độ dao động từ 31 cho đến 34 độ. Một số nơi thuộc vùng núi phía tây các tỉnh, khu vực Bắc Trung Bộ, nhiệt độ sẽ sấp xỉ 35 độ, trời khá nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Dự báo đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn trong tình trạng ít mưa, nắng nóng còn xuất hiện ở nhiều nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến tại khu vực Tây Nguyên sẽ là từ 32 cho đến 35 độ, nắng nóng xuất hiện cục bộ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến là từ 34 cho đến 37 độ. Riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ trời nắng nóng gay gắt. Chuyển sang tình hình thời tiết trên biển. Đêm nay và ngày mai trên hầu khắp các vùng biển thuộc Biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió phổ biến hướng Đông Bắc đến Đông cấp 4. Cùng với đó, thời tiết phổ biến ở ít mưa, tầm nhìn xa thoáng nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải cũng như việc khai thác hải sản của bà con ngư dân.